Bình Thuận, sạt lở núi tại đường đèo Đại Ninh gây tắc nghẽn giao thông. Một khối lượng đất đá từ trên núi đổ xuống chắn ngang mặt đường khiến cho các phương tiện không lưu thông được trong nhiều giờ. Rất may lúc xảy ra sạt lở không có phương tiện lưu thông qua lại. Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Đại Ninh. Rạng sáng ngày 1 tháng 5, một vụ sạt lở đất đá xảy ra trên tuyến đường đèo Đại Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tại thời điểm xảy ra sạt lở không có phương tiện lưu thông ngang qua tuyến đường này. Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, vị trí sạt lở xảy ra trên tuyến quốc lộ 28B thuộc địa phận xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, khu vực giữa đèo Đại Ninh. Tại vị trí sạt lở, một khối lượng đất đá từ trên núi đổ xuống mặt đường khiến cho các phương tiện không lưu thông được trong nhiều giờ. Rất may, tại thời điểm xảy ra sạt lở không có phương tiện lưu thông ngang qua đoạn đường này. Nhận được tin báo, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận đã điều động phương tiện đến hiện trường và khắc phục sự cố. Đến trưa ngày 1 tháng 5, tuyến đường này đã được thông xe trở lại. Tuyến quốc lộ 28B nối Bình Thuận với Lâm Đồng đi qua đèo Đại Ninh, được nhiều khách du lịch và các đơn vị lữ hành chọn đưa du khách đi tham quan trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này. Đây là con đường được đầu tư khi xây dựng Thủy điện Đại Ninh từ năm 2003 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nâng cấp để nối Bình Thuận với Lâm Đồng phát triển thành tuyến đường du lịch. Bình Thuận, sạt lở núi tại đường đèo Đại Ninh gây tắc nghẽn giao thông. Một khối lượng đất đá từ trên núi đổ xuống chắn ngang mặt đường khiến cho các phương tiện không lưu thông được trong nhiều giờ. Rất may lúc xảy ra sạt lở không có phương tiện lưu thông qua lại. Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Đại Ninh. Rạng sáng ngày 1 tháng 5, một vụ sạt lở đất đá xảy ra trên tuyến đường đèo Đại Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tại thời điểm xảy ra sạt lở